Molly xin được kính chào tái ngộ quý vị trong chương trình luận đàm thời sự của The Saigon Post. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Saigon Post để theo dõi các bản tin mỗi ngày. Trong chương trình ngày hôm nay, Molly sẽ gửi đến quý vị câu chuyện rất hấp dẫn về điệp viên Mossad Hassan Youssef, được mệnh danh là Hoàng tử Hamas. Anh là con trai cả của người sáng lập Hamas, nhưng lại là cánh tay trong của tình báo Israel trong suốt 10 năm, từ 1997 đến 2007. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Mozes Hassan Yousef gần đây xuất hiện trên hàng loạt kênh truyền hình Mỹ và phương Tây, lên án tổ chức vũ trang Hamas đã mở cánh cổng địa ngục trên dải Gaza. Ông cáo buộc Hamas biết rõ xung đột sẽ leo thang không thể đảo ngược khi họ tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10, nhưng vẫn chọn đi theo con đường bạo lực và chấp nhận hy sinh tính mạng dân thường Palestine. Người đàn ông 45 tuổi này là con trai của Hassan Youssef, người vào năm 1992 đã tham gia sáng lập phong trào vũ trang Hamas, tách biệt với Tổ chức Giải phóng Palestine PLO. Hassan Youssef đã từ mặt người con trai Mossad từ hơn 10 năm trước, sau khi anh ta công bố hai thông tin khiến thủ lĩnh Hamas bẻ mặt, đó là Mossad đã cải đạo sang Thiên Chúa Giáo và là điệp viên của Israel trong một thập kỷ. Trong hồi ký Con trai của Hamas được công bố năm 2010 và bộ phim tài liệu 4 năm sau đó, Mossad kể rằng ông từ những ngày đầu đã không đồng tình với lập trường chính trị cực đoan và chủ trương đấu tranh bằng vũ lực của Hamas. Với tâm lý bất bình và vị trí thân cận với các thành viên đầu não Hamas, Mossad trở thành mục tiêu chiêu mộ hàng đầu của tình báo Israel. Chiến dịch chiêu mộ Mossad được Cơ quan An ninh Israel Sinbad bắt đầu từ những thập niên 1990. Shinbet là một trong ba trụ cột tình báo của Israel, bên cạnh Viện Tình báo và Hoạt động đặc biệt Mossad cùng Tổng cục Tình báo Quân đội Amman. Cơ hội đến với Shinbet khi Mossad bị giới chức Israel bắt vào năm 1996 với cáo buộc mua và vận chuyển vũ khí trái phép vào giải Gaza. Trong giai đoạn này, PLO và Israel đã ký Hiệp định Hòa bình Oslo hướng đến giải pháp hai nhà nước, nhưng quá trình thực thi rơi vào bế tắc sau khi Thủ tướng Israel Zizak Rabin bị ám sát năm 1995. Các lực lượng cực đoan ở cả hai phía, gồm phe cánh hữu chủ trương phục quốc do Thái ở Israel và phong trào Hamas mới nổi ở Palestine, càng làm xói mòn niềm tin về triển vọng hòa bình. Hamas khi đó trỗi dậy ở Gaza với chính sách cứng rắn, thiên về sử dụng vũ lực. Mossad cho biết trong hai năm ngồi tù ở Israel, ông từng chứng kiến các thành viên Hamas trong nhà giam giết và tra tấn hàng trăm người để bịt miệng, ngay cả với những người cùng phe. Đó là lúc tôi bắt đầu tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với người dân Palestine nếu Hamas trở thành phe nắm quyền. Nhiều năm sau đó, khi họ trở thành bên kiểm soát giải Gaza, tôi đã không quá bất ngờ khi được biết về những hành động thiên về bạo lực của họ. Mozart nói trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Anne Piers Morgan hồi cuối tháng 10. Sinbad nhận thấy nỗi bất bình này của Mozart và thuyết phục ông chấp nhận làm điệp viên. Sau khi hai bên đạt thỏa thuận, Mozart được trả tự do vào năm 1997 để trở về giải Gaza, bắt đầu những tháng ngày làm điệp viên trong lòng Hamas với mực danh Hoàng tử xanh. Gonen Ben Zizak, cựu binh hải quân Israel, là đầu mối liên lạc và chỉ đạo hoạt động của Hoàng tử xanh. Ông gia nhập Shin Bet vào năm 1996 với vị trí chuyên viên tình báo khu vực Ả Rập và làm việc ở thành phố Ramallah tại khu vực bờ Tây. Rất nhiều người nợ ông ấy mạng sống mà họ không biết gì về ông. Nhiều người được trao huân chương an ninh Israel, thậm chí còn không lập được nhiều công trạng như ông ấy. Mozart từng viết về người quản lý của mình trong hồi ký năm 2010, khi đó nhắc về Zizak bằng mật danh đại úy loài. Trong 10 năm âm thầm làm nội gián, Mozart đã hỗ trợ tình báo Israel ngăn chặn hàng loạt kế hoạch tấn công và tiết lộ tin mật ở cấp cao nhất của Hamas. Ông cung cấp cho vật vụ Israel vị trí nhiều lãnh đạo cánh vũ trang Hamas đứng sau các vụ đánh bom tự sát vào cuối thập niên 1990 và đầu 2000. Nổi bật trong danh sách này có thủ lĩnh quân sự của Hamas ở bờ Tây Ibrahim Hamid, người sáng lập nhóm vũ trang Tajim Bagoti và chuyên gia chế bom của Hamas Adula Bagoti. Mossad chưa bao giờ làm việc vì tiền mà thực hiện vì những gì mình tin là đúng. Cậu ấy muốn cứu người và những thông tin tình báo của Mossad vô cùng giá trị cả về ý tưởng lẫn mức am hiểu tình hình. Mỗi ý kiến của cậu ấy có giá trị bằng 1.000 giờ nghiên cứu từ những chuyên gia hàng đầu. Yisrael cho hay. Trong một chiến dịch của Shinbet họ nhận được tin báo một phần tử cực đoan lên kế hoạch đánh bom tự sát và sẽ nhận trang bị tại quảng trường Manara, thuộc thành phố Ramallah ở bờ Tây. Tuy nhiên, tình báo Israel không nắm được bất kỳ thông tin nào khác về nghi phạm, chỉ biết người này ngoài 20 tuổi và sẽ mặc áo đỏ. Chúng tôi cử hoàng tử xanh đến quảng trường chỉ bằng phán đoán tin nhạy của mình. Anh ta đã xác định được mục tiêu sau vài phút. Anh ấy nhìn thấy người đón nghi phạm bám đuôi rồi báo tin cho chúng tôi bắt kẻ định đánh bom tự sát lẫn người cung cấp bom một vụ đánh bom đẫm máu đã được chặn đứng trong âm thầm, không kèn, không trống. Zizak cho biết, Michael Bar cựu nghị sĩ Israel có 40 năm kinh nghiệm về nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực tình báo, gọi Mozart là địa viên vĩ đại nhất trong lịch sử nước này. Lần gần nhất tình báo Israel chiêu mộ được nội gián giá trị tương tự Mozart là Ashraf Mawan, con rể cựu tổng thống Ai Cập Abdel Nasser. Chính Mawan là người đã báo trước cho Israel rằng Ai Cập lên kế hoạch đánh phủ đầu vào năm 1973, mở ra cuộc chiến dòng Kippur kéo dài 6 ngày. Marwan qua đời vào năm 2007, không lâu sau khi một nhà báo phát hiện thân phận hai mang của ông. Ba Joha gọi Mozart là món quà thượng đế ban tặng cho Israel. Vào thời điểm Sinbad tiếp cận con trai ông Hassan Joseph, cộng đồng tình báo Israel gần như không thể xuyên thủng được mạng lưới phản gián của Hamas trong cao điểm phong trào chống Israel vào năm 2001 với hàng loạt vụ đánh bom ở Tel Aviv và Jerusalem, Hamas ngày càng siết chặt thông tin nội bộ và bảo vệ các thành viên nòng cốt. Mozart khi đó trở thành người gác cổng cho bố mình. Ông được giao nhiệm vụ sắp xếp các cuộc gặp và kiểm tra lý lịch khách mời. Hassan Youssef không ngờ rằng chính người con trai cả của ông lại là kẻ phản bội đáng gờm nhất, khi chính Mozart đã gài máy nghe lén cho tình báo Sinbad của Israel trong các cuộc họp của bố mình. Shinbet cũng tìm mọi cách để bảo vệ thân phận cho Mozart và dập tắt mọi nghi ngờ trong nội bộ Hamas về hoàng tử xanh. Đặc nhiệm Israel nhiều lần đột kích vào nhà của Mozart, phóng hỏa tiễn nhắm vào phòng khách nhà ông và tung tin đồn rằng Mozart bị truy nã các cao. Một trong những yêu cầu của Mozart là Israel phải giúp ông bảo tàng mạng sống cho bố mình. Trong 10 năm bắt tay cùng tình báo Israel, Mozart đã một lần ngăn âm mưu ám sát bố mình ở bờ Tây và nhiều lần báo tin cho bố đào thoát vào phút chót khi đặc nhiệm Israel mở chiến dịch truy quét Hamas. Hợp tác giữa Mozart và Shinbeth kết thúc vào năm 2007 khi Zizak bị sa thải. Hoàng tử xanh mất đi cộng sự lâu năm, người được ông mô tả trong hồi ký là mang nợ cả mạng sống. Sự tin tưởng giữa các bên biến mất khi Mossad thuyết phục bố mình công khai ủng hộ giải pháp hòa bình, hợp tác hơn với PLO để đàm phán về lộ trình hai nhà nước cùng tồn tại. Sinbad vào thời điểm đó lại muốn ông Hassan Youssef tiếp tục trung thành với đường lối cực đoan của Hamas, từ đó duy trì vị thế lãnh đạo cấp cao và tăng cơ hội nắm bắt mọi kế hoạch tấn công Israel của nhóm vũ trang này. Mossad năm 2008 thông báo với Sinbad rằng ông muốn tạm nghỉ một thời gian, nhưng sau đó không bao giờ quay lại làm điệp viên nữa. Ông chuyển sang Mỹ sống, ban đầu bằng nghề huấn luyện yoga, sau đó trở thành diễn giả, nhà phân tích về Hamas và các phong trào vũ trang tại Palestine. Lần gần nhất Mossad trở về Israel là vào năm 2012, khi ông được chào đón ở sân bay Tel Aviv như người hùng, còn người Palestine gọi ông là kẻ phản bội đáng khinh nhất của dân tộc. Trong gần 10 năm qua, khi xung đột Hamas-Israel hạ nhiệt thành những cuộc đụng độ quy mô nhỏ và các vụ tập kích lẻ tẻ, Mossad im hơi lặng tiếng trên truyền thông. Một bài viết vào năm 2022 trên tạp chí Israel Hayom tiết lộ ông rời Mỹ vào khoảng năm 2018, chuyển đến sinh sống tại một hòn đảo ở Đông Nam Á, song không tiết lộ cụ thể quốc gia nào. Sinbad giờ đây có nguồn lực khổng lồ, nhưng vẫn không thể thu thập đủ thông tin mà chúng tôi mong muốn bên trong giải Gaza, bà Joha nhận định về thách thức với tình báo Israel hiện nay chúng tôi không còn biết chính xác các thủ lĩnh Hamas đang ở đâu, được bảo vệ như thế nào. Chúng tôi chỉ biết họ ẩn náu trong đường hầm gần bệnh viện Sifa ở Gaza, nhưng không biết làm thế nào để tiếp cận. Đến đây thì Molifan sẽ được kết thúc chương trình bình luận hôm nay của The Saigon Post. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Molifan đến cuối chương trình. Kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật an lành bên những người thân yêu. Và đừng quên ủng hộ The Saigon Post bằng cách like video và đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi có chương trình mới được phát sóng. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị.